Đây là bộ phim kể về người đàn ông bị nhân bản vô tính rồi phải nhìn người nhân bản không làm gì vợ mình trong xe mình đỗ trong nhà mình. Ngày thứ 6, ở thế giới tương lai, cụ thể là năm 2015, ở thời điểm mà phim ra mắt thì lúc đấy là tương lai, việc nhân bản vô tính động vật đã trở nên hợp pháp. Người ta nhân bản vật nuôi thay cho con đã chết, nhân bản cá hồi để ăn, nhân bản chó để doggy, à mà thôi, đại loại là trừ con người ra thì cái gì cũng nhân bản lên hết. Đây là Adam Gibson, ông chủ của một sân bay tư nhân, chuyên chở người lên núi tuyết để trượt. Adam có một thằng bạn kiêm nhân viên tên là Hanh. Hôm nay là sinh nhật Adam nên anh đi làm phấn khởi lắm. Mỗi tội vừa đến chỗ làm thì vợ gọi điện báo con cháu ở nhà đã chết, bảo chồng đi nhân bản một con về cho con gái đỡ buồn. Adam thấy thế thì cảm xúc lẫn lộn lắm, vì thứ nhất anh không biết chọn thành viên nào của T1, và anh cũng không tin tưởng bọn nhân bản này một tí nào. Cơ mà nghe lời vợ thì trường sinh bất lão, nên đành bảo tí nữa cuối giờ làm sẽ về qua chỗ nhân bản sau. Adam tắt máy, định than thở với bạn thì tinh tinh, cửa hàng phục vụ trượt tuyết của Adam nhận được một quả job mới. Anh sẽ phải chở thằng cha tên Michael, chủ tịch công ty nhân bản vô tính đã len lỏi vào mọi mặt đời sống như bây giờ, đi trượt tuyết. Vệ sĩ của Michael bắt cả Hanh và Adam phải đi lấy máu kiểm tra, rồi lại còn kiểm tra cả thị lực để đảm bảo an toàn cho chủ tịch. Adam định đi nhưng Hanh bảo cứ về nhà, chuẩn bị ăn tiệc sinh nhật với vợ con, để Hanh bay hộ chuyến này cho. Adam không biết rằng đó là lần cuối mà anh được gặp thằng bạn thân. Hanh vừa chở Michael lên núi tuyết thì có thằng đã chờ sẵn ở đấy để xử từng người một. Chiều hôm đó, Adam tỉnh dậy trên một chuyến taxi đưa anh đến trung tâm thương mại. Anh định vào hỏi nhân bản chó thì thằng cha chủ shop nhìn anh như người gì lạ lắm, nhưng vẫn tư vấn đủ kiểu để trấn an dù Adam có đổi ý mua một con búp bê sai người cho con gái thay vì nhân bản chó đi nữa. Anh vào quán nước chờ bạn thì mãi không thấy thằng Hanh đâu. Adam vác con búp bê về nhà, định bụng sẽ lựa lời nói với con về việc con chó đã chết, nhưng vừa đi vào cửa thì con chó nhà Adam đã sổ ra đón chủ. Anh thấy kinh dị lắm, vì một là con chó đội mổ sống dậy, còn hai là vợ anh đã đi nhân bản chó mà không báo cho anh biết. Adam định vào nhà xem vợ giải thích thì thấy mọi người đang tổ chức tiệc sinh nhật cho anh tưng bừng. Vào trong căn nhà của anh là một Adam khác đang ăn bánh của Adam, hôn vợ Adam và lờ mao. Trong kia là một con búp bê khác mà thằng Adam giả mạo kia mua. Trước khi Adam kịp phản ứng, anh đã bị một thằng cha tên Marshall dí súng và đít, bắt phải đi theo. Adam không chịu thì bị Marshall gọi thêm đàn em đến thịt Adam, nhưng anh đã tiện tay lấy xe từ trong gara nhà mình và chạy trốn, cán qua hai đứa đàn em luôn. Adam bỏ chạy đến đồn cảnh sát, nhưng đen đủi thế nào, chả ai tin lời anh nói về chuyện điên rồ như sát thủ rồi nhân bản vô tính con người, nên anh bị cho là tâm thần, nhốt vào trong phòng chờ bác sĩ đến bắt. Trong lúc Adam đang bị khóa trái cửa thì ở một diễn biến khác, tại bệnh viện Weir, một cái tên khá kỳ, trụ sở chính của mấy quả nhân bản vô tính này, đang diễn ra một cuộc biểu tình của những người chống lại việc nhân bản vô tính. Michael vì một lý do khó hiểu nào đó vẫn sống sờ sờ, trấn an các phóng viên rằng họ sẽ không vận động hành lang để hợp pháp hóa nhân bản con người. Hắn cùng bác sĩ Griffin Weir trở vào trong thì giờ chúng ta mới biết là Michael và bác sĩ Griffin thực ra đã làm chủ công nghệ nhân bản con người từ lâu, đang nhân bản lại hai đàn em của Marshall để chúng tiếp tục truy bắt Adam. Trong lúc Michael cố thuyết phục một tay nghị sĩ bằng cách phím cho lão cách cứu thằng con trai u não bằng việc nhân bản, thì Marshall đã dẫn đàn em đến sở cảnh sát, giả vờ làm bác sĩ tâm thần để bắt Adam. Adam bỏ trốn, lại vặt đầu tên đàn em của Marshall một lần nữa rồi bỏ trốn đến chỗ Hanh. Hanh vì một lý do khó hiểu nào đó cũng vẫn còn sống. Adam kể chuyện cho bạn nghe rồi tiếp tục trở về nhà, thì thấy Adam kia đang chim chuột với vợ mình ở trong gara. Anh cay cú lắm, nhưng giờ mà tự dưng bò ra thì hỏng hết bánh kẹo, nên đành lủi thủi trốn trong bụi rậm. Marshall lại kéo đàn em đến, khiến Adam phải đột nhập vào nhà, giả vờ làm Adam kia đuổi khách, rồi quay trở lại căn hộ của Hanh nghĩ tiếp. Đang tính kế dở, Hanh và Adam bị tấn công bất ngờ bởi chính cái thằng cha đã giết Michael trên núi tuyết. Hắn giết chết Hanh nhưng bị Adam bắn trọng thương. Thằng cha kéo Adam đi rồi giải thích rằng Hanh này cũng là giả, Hanh thật thì đã bị hắn giết ở trên núi tuyết rồi. Hắn nói rằng nhiệm vụ của mình là tiêu diệt bất cứ kẻ nhân bản vô tính nào, vì sự tồn tại của chúng chống lại Chúa Trời. Giải thích xong, tên sát thủ van xin Adam hãy cho hắn một phát đạn vào đầu, vì nếu có ai quét não hắn thì tay trong của hắn trong viện Weir sẽ bị lọc ra rồi xử kín hết. Adam còn chần chừ thì tên kia đã tự dí súng của anh vào đầu rồi bóp cò tự sát. Marshall và đàn em tìm đến nơi thì bị Adam lừa bắn cho biến thành Nick Vujic rồi cướp xe chạy mất. Anh tìm cách lẻn vào viện Weir bằng ngón tay ăn cắp được, gặp tiến sĩ Weir thì được ông giải thích về việc bài kiểm tra trước khi bay chính là cách mà cơ sở này lấy được ADN và ký ức của Adam để nhân bản anh khi chuyện bất trắc xảy ra trên núi. Chính việc Adam ở nhà và không bị giết khiến đám người này nhân bản thừa, và giờ thì chúng đang truy lùng anh để chỉ có một Adam tồn tại, và bí mật về việc nhân bản con người trái phép không bị phanh phui. Michael mà anh gặp ban sáng thực ra cũng chỉ là bản sao. Michael gốc đã chết hàng năm trời. Adam lấy đĩa ký ức của Michael và của bản thân rồi bỏ chạy khỏi viện, định dùng nó làm bằng chứng chống lại tên chủ tịt, đòi lại cuộc sống. Ông tiến sĩ cảnh báo rằng lũ tay sai của Michael sẽ dùng vợ con anh để chống lại anh, nên Adam phải chạy ngay đến chỗ trường học của con bé, sợ điều bất trắc xảy ra. Adam bản sao và vợ đang xem con gái diễn kịch thì cô bé đòi đi vệ sinh, nhưng mãi không vào khiến chị vợ phải đi tìm. Họ bị Marshall suýt chó ra đuổi,
bắt đi ngay trước mũi cả hai Adam. Adam nhân bản vào phòng hiệu trưởng gọi cảnh sát thì bị Adam đến đấm cho ngất, rồi dẫn về sân bay giải thích tình hình, rồi gọi điện đòi deal với Michael, đổi cái đĩa lấy vợ con, Michael đồng ý. Còn hai ông tướng kia thì ở nhà ủ mưu. Tiến sĩ Weir ở viện thì nhận ra Michael đã bí mật cấy bệnh di truyền vào tất cả các bản sao, khiến họ phải quy phục hắn, để được liên tục sao chép lại chứ không thể sống tiếp mà không có hắn. Trong số này có cả vợ của ông tiến sĩ, khiến ông vô cùng căm phẫn. Tiến sĩ Weir không đồng ý với kế hoạch này, quyết định từ giờ không hồi sinh vợ mình hay ai nữa, thì bị Michael giết chết. Michael sai tay sai đến sân bay tiêu diệt Adam, nhưng hóa ra chiếc máy bay mà chúng bắn lại là máy bay điều khiển từ xa. Adam thật đã bay chiếc máy bay còn lại đến đậu trên đỉnh tháp ở viện Weir, dùng bản hợp đồng sáng nay thư ký của Michael đưa cho để đánh lừa nhân viên bảo vệ. Anh lẻn vào gặp Michael, đòi xem vợ con đang ở đâu, thì bị Michael thông não bằng một tin động trời. Thực ra anh mới chính là bản sao, còn người mà Adam vẫn nghĩ là bản sao mới là Adam thật. Bằng chứng là anh có một dấu chấm trắng dưới mí mắt dưới, thứ để xác định xem bản sao này là bản thứ mấy. Nên giờ lộ ra là anh cũng sẽ bị tiêu hủy theo cả lũ. Adam không quan tâm, đòi đưa cả lũ ra ma, nhưng bị đám đàn em của Michael vô hiệu hóa, đưa đến máy quét ký ức, xem là Adam này đã đưa cho Adam kia cái đĩa ở đâu. Adam đắc chí vì anh đã dặn Adam còn lại là không cho cả anh biết chỗ giấu đĩa. Nhưng tên cáo già Michael khi xem lại ký ức của Adam, phát hiện ra cả hai Adam đều ở trên máy bay. Adam này chỉ là mồi nhử để Adam hàng thật đi cứu vợ con, tiện thể tắt cầu dao để Adam bản sao có cơ hội chiến đấu. Adam bản sao vùng dậy, chiến đấu với lũ tay sai của Michael rồi bỏ chạy. Trong lúc bắn nhau bùm chíu, tên đàn em bị Adam giết hai lần lúc trước lỡ bắn thủng bụng Michael, khiến hắn phải tạo một bản sao mới trước khi chết. Đáng tiếc vì hệ thống điện chưa khởi động lại hoàn toàn, bản sao này nhìn bầy hầy và lại còn cụt mất một tai. Hắn lột quần áo của Michael sắp chết rồi đuổi theo hai Adam để diệt trừ hậu họa. Adam thật phải sử dụng bộ điều khiển từ xa, lái máy bay vào đe dọa Michael bầy hầy, khiến hắn rơi từ trên cao xuống chết. Cả hai Adam cùng bỏ chạy với gia đình. Vừa đúng lúc quả bom nhiệt nhôm anh cài vào hệ thống oxy của viện Weir phát nổ, tiêu hủy cả cơ sở nhân bản trái phép. Sau tất cả, cả hai Adam làm hòa với nhau. Adam thật khen ngợi lòng dũng cảm của Adam bản sao, rằng anh cũng là một con người thực sự, một Adam thực sự, vì đã bảo vệ gia đình hơn cả mạng sống của mình. Adam thật còn cơ cấu giúp Adam bản sao di chuyển đến Argentina, mở một chi nhánh máy bay vận tải, y như cái mà Adam đang làm ở nhà. Trong khi Adam bản sao rời đi để đảm bảo bí mật, tiện suy nghĩ xem là con người là thế nào, trong khi chăm sóc con mèo của Hanh. Và đó là tất cả những gì đã xảy ra trong ngày thứ 6, The Sixth Day. Còn bây giờ thì tôi còn Quại. Xin chào và hẹn gặp lại.